Sau trận mưa kỷ lục, ngày và đêm nay Hà Nội tiếp tục mưa rào. Sáng 12 tháng 8, Công ty thoát nước Hà Nội đã thông tin về các trận mưa trong sáng nay. Theo đó, lượng mưa cao nhất đo được đạt đến 280mm, phổ biến từ 130-260 và khiến cho nhiều tuyến phố thủ đô bị ngập. Công ty thoát nước Hà Nội cho biết do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp suy yếu từ bão số 2, trên địa bàn thành phố xảy ra mưa trên diện rộng với lượng mưa phổ biến từ 130-260. Tổng lượng mưa đo được đến thời điểm 6 giờ 30 ngày 12 tháng 8 tại một số khu vực cụ thể như sau: Hoàn Kiếm lưu lượng mưa đạt 129,6mm, Long Biên 109,2, Ba Đình 139,1, Hoàng Mai 236,7, Đống Đa 140,8, Thanh Xuân 179,5, Cầu Giấy 172,5, Tây Hồ 161,5, Hai Bà Trưng 172,1, Nam Từ Liêm 219,1, Bắc Từ Liêm 146,7, Hà Đông 219,5mm, khu vực các huyện Thanh Trì 190, Đông Anh 220, Gia Lâm 110, Hoài Đức 172,2 và Thường Tín 260,6mm. Với lượng mưa như trên đã làm nhiều tuyến đường úng ngập. Khu vực phía tây thành phố do mực nước trên sông Nhuệ dâng cao, tại Cổ Nhuế là 4,81m, tại Thanh Liệt là 5,22 nên xuất hiện úng ngập tại Trần Đình, Kẻ Vẽ, Đại Lộ Thăng Long, Tố Hữu, khu vực Long Biên do mực nước sông Cầu Bay cao. Tại đập Trại Lợn là 4,02, nên là xuất hiện ngập úng tại đàm Quang Trung, Cổ Linh, Nam Đuống, Hoa Lâm, gồm cầu chui xe lửa phố Thiện Đức. Dự báo về lượng mưa trong thời gian tới, Công ty thoát nước Hà Nội cho biết là do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp suy yếu từ bão số 2, ngày và đêm 12 tháng 8 trên địa bàn thành phố tiếp tục có mưa rào và dông. Các lực lượng phương tiện của công ty tập trung làm vệ sinh, kiểm tra thanh thải đảm bảo thông thoáng dòng chảy bị ảnh hưởng do mưa, vận hành các cửa phai, trạm bơm nhằm hạ mực nước trên toàn bộ hệ thống, giải quyết thoát nước cho khu vực, sẵn sàng đón mưa tiếp theo. Hãy đăng ký kênh Alo Bác sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế, sức khỏe.